Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị khán thính giả Đài Sài Gòn Network Houston 51.3. Thưa quý vị, chúng ta muốn đi tiếp với Nguyễn Du ở trong tuần lễ này. Nguyễn Du sinh ở Thăng Long. Quê nội của Nguyễn Du là ở Hà Tĩnh, Nghi Xuân, nhưng mà quê ngoại là ở Bắc Ninh. Mẹ của Nguyễn Du, bà Trần Thị Tần, là người vợ thứ ba của quận công Nguyễn Nghiễm. Bà sinh Nguyễn Du ra và Nguyễn Du đã nối dõi được tông đường của mẹ ở trong cả một trời chan chứa tình ca của tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Du đã lớn lên trở thành ra nhà thơ lớn nhất của dân tộc. Và Nguyễn Du đã đi xa Thăng Long, thành phố quê hương của mình trong một thời gian rất lâu. Đến ngày mà trở lại Thăng Long, Nguyễn Du có làm hai bài thơ rất nổi tiếng ở trong làng thơ chữ Hán mà thường người đọc thơ chữ Nôm ít ai được thường lãm qua. Vậy thì hôm nay chúng ta không ngần ngại gì nữa, chúng ta sẽ đi về thăm lại Thăng Long. Nhưng mà trước tiên để mà liên tưởng được, bởi vì người Việt Nam của chúng ta cũng mới vừa trải qua một thời kỳ Nam Bắc phân tranh cũng như là đao binh khói lửa, và trong lòng của nhiều người của đất Thăng Long hiện đại gọi là thành Hà Nội cũng đã có những tâm sự sẽ rất tương đồng và rất song song với Nguyễn Du. Để nối được nhịp cầu thông cảm đó, chi bằng trước tiên chúng ta hãy nghe một ca khúc rất nổi tiếng viết về Hà Nội do một người con của xứ Huế. Phần hình ảnh nó có những nét điêu luyện của nghệ thuật phản ánh được thành Hà Nội, thành Thăng Long năm xưa, không những chỉ là ngôi thành bằng gạch, bằng đá trên mặt đất, mà nó còn cả cái thần thái và cái phong cách của thành phố đó. Trước khi chúng ta quay máy thời gian trở ngược dòng lịch sử về với đất Thăng Long của thời Nguyễn Ánh Gia Long. Quý vị nhé! Hà Nội mùa thu, cây cam nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ, bay sấm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thứ Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Thank you.
xa mời gọi, màu sương thương nhớ bầy sâm cầm nhỏ vũ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng có đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người để nhớ. Chúng ta có thể đến với bài thơ của Nguyễn Du được rồi đó. Trước tiên chúng ta nên nhớ Nguyễn Du, bố Nguyễn Nghiễm là người ở Tiên Điền Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nhưng mẹ là người Bắc Ninh. Và Nguyễn Du đã thu thập được ở trong người của mình toàn bộ sự tài hoa của xứ Bắc Ninh. Ông sinh ở Thăng Long, và cái năm mà ông trở lại Thăng Long sau bao nhiêu năm xa cách là năm đó Nguyễn Ánh Gia Long sai Nguyễn Du đi sứ cho nhà Mãn Thanh. Năm Quý Dậu 1813, sau khoảng 10 năm xa cách Thăng Long, Nguyễn Du mới có dịp đi ngang trở lại trên đường đi tới Bắc Kinh, và ông đã nhìn thấy Thăng Long. Chúng ta hãy nghe bài thơ. Tàn lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng, bạch đầu gió đắc kiến Thăng Long. Thiên niên cự thất thành Quan Đạo, nhất phiến Tân Thành một Cố Cung. Tương thức mỹ nhân Khan Bão Tử, đồng du hiệp thiếu Tẫn Thành Ông. Quan tâm nhất dạ Khổ Vô Thụy, đoàn địch Thanh Thanh Minh Nguyệt Trung. Bây giờ chúng ta có thể đi vào thích nghĩa từng câu. Tàn lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng là núi Tản và sông Lô, tức là sông Đà, năm nào và năm ấy nó vẫn như vậy mà thôi. Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long, mừng thay là mình bạc đầu còn được nhìn thấy lại Thăng Long. Thiên niên cự thất thành Quan Đạo là những ngôi nhà to lớn từ cả nghìn năm qua, bây giờ tự nhiên người ta đem phá mất hết, trở thành ra những con đường cái. Nhất phiến Tân Thành một Cố Cung là ngay chỗ ngày xưa là cung điện cũ của vua Lê Chúa Trịnh, bây giờ tự nhiên trở thành ra một cái chỗ thành quách mới. Lát nữa chúng ta có giờ mình sẽ khai triển ý này, bây giờ đi tiếp nhé. Tương thức mỹ nhân Khan Bão Tử, những người đàn bà đẹp năm xưa mình quen biết, giờ đây gặp lại họ đều ôm con, bồng cháu cả rồi. Đồng du hiệp thiếu Tẫn Thành Ông, những người bạn trai năm xưa chơi bời đi lại với nhau, giờ đây thành ra những ông già vút râu, khệ nệ và có người khệnh khạng hết rồi. Quan tâm nhất dạ Khổ Vô Thụy, chứ quan tâm ở đây nó không phải nghĩa hiện đại của chúng ta là quan tâm chú ý đến một ai đó. Chứ cổ có nghĩa quan tâm, hiện đại là chứ quản, không có quản đến người đó. Còn quan tâm ở đây quan là quan ải và tâm là tấm lòng. Tấm lòng quan ải tức là cái tấm lòng mình đi bao nhiêu chặng đường của đất nước, nhìn thấy lại những quá khứ nó trở lại trên từng chặng đường như là một cuốn phim quay chậm. Quan tâm nhất dạ Khổ Vô Thụy là suốt cả một đêm, khổ thay là không ngủ được. Đoàn địch Thanh Thanh Minh Nguyệt Trung là có tiếng địch. Địch là một loại sáo cổ thưa quý vị, tiêu sáo địch là ba thứ khác nhau. Mặc dù với người hiện đại thì chữ địch nghe âm nó không có được là hay, nhưng mà thật ra bên thời thơ cổ, từ cái câu thơ của Lý Bạch là Thùy Gia Ngọc Địch Ám Phi Thanh vân vân, nó vẫn là một cái chủ đề thường có. Khi nói cảnh nhớ nhà, người ta thường hay có vầng trăng và có tiếng địch thổi ở trong đêm. Đoàn địch Thanh Thanh Minh Nguyệt Trung là tiếng địch của ai? Mà cái địch ngắn đó quý vị, đoàn là ngắn vì nó có loại địch dài, địch ngắn, nó thổi ra tiếng khác nhau. Thanh Thanh là tiếng trong suốt và rất ư là xa vắng. Minh Nguyệt Trung là ở trong ánh trăng. Và chúng ta sẽ trở lại trong phần kế tiếp.